Tuần qua, lần đầu tiên, tuyệt tác bất động sản sân bay Republic Plaza do công ty cổ phần thương mại Thùy Dương Đức Bình đầu tư và phát triển đã được chính thức giới thiệu ra thị trường. Thưa quý vị, Republic Plaza hướng đến không gian sống, làm việc và hưởng thụ theo phong cách thượng lưu, bậc nhất và cơ hội đầu tư sinh lời tốt nhất tại thành phố Hồ Chí Minh. Republic Plaza là tổ hợp bất động sản sân bay đẳng cấp và quy mô đang được xây dựng ở khu vực gần sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Tổ hợp bao gồm hai tòa tháp được phát triển theo mô hình độc đáo là Office Style and Suite. Tòa tháp A được định hướng phát triển thành khách sạn 5 sao do tập đoàn Intercontinental vận hành dưới thương hiệu Holiday Inn. Tòa tháp B gồm 266 căn Office Style and Suite có diện tích đa dạng từ 47 đến 104 m2, được trang bị 100% nội thất phù hợp với nhu cầu vừa ở vừa làm văn phòng hoặc cho thuê. Dự án đã hoàn thành xây dựng tầng hầm và dự kiến sẽ chính thức đưa vào hoạt động trong quý 3 năm 2018. Mới đây, chủ đầu tư đã giới thiệu dự án này ra công chúng nhằm mang đến thị trường dự án đẳng cấp 3 trong 1, sống, làm việc, hưởng thụ ngay trong cùng một không gian. Đặc biệt, nhân sự kiện này, hãng hàng không Vietjet Air đã ký thỏa thuận hợp tác đầu tư để chuyển trụ sở hoạt động về Republic Plaza từ năm 2018. Cũng trong buổi giới thiệu dự án, ngân hàng HD Bank và công ty cổ phần thương mại Thùy Dương Đức Bình đã ký hợp đồng liên kết và hỗ trợ cho vay vốn với nhiều mức lãi suất ưu đãi cho khách hàng.